Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ngọc và Phoi nha. Hôm nay Ngọc và anh chị ở bên Úc qua đi ăn lẩu. Ngọc định dắt anh chị đi lẩu của Khoa Bắc, nhưng mà Khoa Bắc đóng cửa rồi, cho nên hai vợ chồng Ngọc sẽ dắt chị đi ăn lẩu Sapu John của Hàn Quốc, nằm ở trong khu Hồng Kông 4. Đây, đang đi bộ đi tới nè, đi vòng vòng. Cái chỗ này Ngọc gặp với Phoi đã ăn, từng ăn nhiều lần lắm rồi. Đó, bây giờ vô đó ăn. Rất là ngon. Đó, ngon. Không ngon thì cũng phải ăn. Không ngon cũng phải ăn. Ok. Nút chê đó nha. Chị là nút chê đó. Ngon Ngọc. Hả? Ngon. Sure phải không? Sure. Ngồi rớt xuống cái cổng nó vui lắm nè. Đây, let's go. Lạnh, lúc nào cũng lạnh lắm. Anh Ngọc đi ăn đâu? Anh đây Ngọc đi Sapu. Sapu đây nè. Sapu lẩu, Houston. Dạ, mà chị đi ăn mà chị chưa có đi ăn không? Dạ. Bà này có số không? Chắc có hả? Không biết nữa. Không biết nữa. Hả? Có số không? Dạ, có số không? Chắc không. Nhưng mà hôm nay biết sao, mỗi lần đó, em với ông Phong ngồi cái bàn đó, nó nhỏ. Hai người nó nhỏ mà cái bàn này bự nè. Em thích bàn bự. Mà đây nó mỗi người một cái lẩu anh hiện. Ở bên Úc có không? Có. Ngồi ăn vậy nó dễ sinh. Lúc mà ăn lẩu chung, hai cái mình kêu hai lẩu hay là một lẩu là ăn chung. Cái này mình được thoải mái mỗi người một cái. Thôi bây giờ mình đi lấy đồ ăn đi. Cái gì đi. Đi, đi, đi ra lấy đồ ăn đi. Là quẹo quá. Cái này đủ đây nè. Này nè. Anh con kẹo ăn. Dẻ, đúng rồi. Mày nó nhiều lắm. Lấy đẹp lấy gì nha. Hả? Ngọc đây. Đi qua đây. Anh mở đồ lên nhiều lắm. Ốc nghe lưng ra nè, cho Quyền đi vòng Quyền coi chứ. Bí này là mình cũng nhúng luôn hả? Đúng rồi, mình bỏ vô mình ăn đó. Bên đây là các loại mì. À, em bí Quyền nè. Mì á Quyền, nó không ngon đâu Quyền. Không ngon đâu Quyền, không đâu. Không ngon. Quyền muốn ăn, Quyền ăn mấy cái ok, thôi mình đi ăn rau đi, chị ăn mấy này nó no lắm. Bên đây nè Quyền. Quyền hải sản nè, đúng rồi, hải sản nè các bạn. Cái một chỗ này là Ngọc đi vô nhiều lắm rồi, lâu lâu dẫn chị vô cho chị biết. Bên chị cũng có nữa, nhưng mà bên đây mình hải sản nha, Ngọc lấy hải sản trước đi. Cua nè. Cua đây các bạn. À, Ngọc sẽ lấy cua cho anh chị. Cua. Em lấy một cái dĩa nào đó đi, em lấy cái này chung luôn rồi mình bỏ vô. Không cần phải lấy ấy. Con này phải chừng mấy đồng vậy? À, hai mấy đồng á Phò. Hai mấy đồng. Hai mươi mấy đồng. Ừ. Lấy một dĩa cua lại chia bốn người. Lấy seafood, Ngọc kêu chị lấy rau cải đi, Ngọc lấy seafood. Ừ. Không, lấy cái seafood nè. Lấy bên kia chứ đi. Hả? Chị lấy thôi. Chị lấy rau. Để Ngọc lấy seafood. Sốt nè, Ngọc lấy sốt chưa? Chưa, bây giờ Ngọc lấy đi. Lấy 4 cái sốt. Cái này ngon nè. Chấm này là ngon nhất. Lấy tôm Ngọc. Ngọc đang lấy tôm các bạn. Tâm bự á. Trời. Nhớ cái tiệm của Khoa muốn chết chị. Ừ. Nước lẩu á con. Hả? Nhà Khoa hết nhà này nữa. Nhà của Khoa hả? Rẻ hơn chứ. Rẻ 3 cũng đồng. Ờ, nghe nói Khoa về Việt Nam Khoa mở tiệm lẩu á con. Ờ, nghe nói vậy á. Ngọc sắp về nè, mời Ngọc nhé đi. Chắc chắn nếu mà nếu nhưng mà giờ đang Khoa đang giống như là cái kiểu mà đang còn ham đi chơi phải không? Ừ, chưa muốn làm. Tôm là tôm nó bắt Ngọc, nuôi Ngọc. Dĩa sót nữa kìa phải không? Dĩa sót nữa, mốt luôn. Con này là giống như con sò gì á con? Vẽ mấy gì đi rồi. Ừ. Đây.
xếp lại. À đúng rồi, bỏ đồ ăn rồi vô. Xăm thấy đũa. Hả? Hôm nay được ngồi cái bàn này nó rộng nè, giống như bàn ở chỗ khoa đó. À, rộng. Chỗ cái tiệm đồ lẩu của khoa rộng. Đi nghe qua tiệm khoa nhớ quá hả? Ừ, nhớ. Ôi sao nó bỏ cái nước lẩu đấy vô trong rồi Quyền? Lộn rồi. Ủa Quyền bên này. Ê Quyền qua đây ngồi đi. Quyền ngồi đây với em đi. Cho Phong ngồi bên với anh Hiển đi. Em bỏ hai ông cho hai ông rồi. Đây, bỏ cua vô trước nè. Không thì có Quyền có Quyền đem chứ. Chị cô là lúc mà chơi ăn thịt lần đầu tiên, lần đầu tiên đấy ăn thì vui, ăn lần đầu tiên rất là ngon vui mà, cái đồ đem cũng tốt, ngon vui, ai vui, mấy cô, ngọc cái này lắm, xưa thì qua đó, ngày qua đó, anh để có cái đồ gì, ngọc cũng thấy nhiều lắm, có lần ăn thì này là lần nhất rồi đó, qua luôn. À, thịt bò này bác Hiển nhà để check nha, sắp ra này luôn nè, bò để hả, để người ta đưa nó Quyền kìa, bên đó đóng luôn kìa Quyền, thấy không, nó chưa đưa mình giấy hả. Cái hàng này thì nổi tiếng từ xưa tới giờ rồi, mỗi cái bàn cãi được. Má Quyền qua khoa đóng cửa rồi, ông ấy là dẫn má Quyền lại khoa ăn rồi. Vậy người phân cụ khoa đó, chúc bà bớt không? Không. Không có bớt hả? Không có bớt lại cho cái một là phân cụ của khoa đông cửa này. Có mở rồi nè, có nó đen soi à. Nó nóng nè, không nóng nè, nó chín cái nè, có nước nó ngọt rồi, bắt đầu mình bỏ mấy kia vô vậy biết không, nóng vui luôn ha, nóng vui luôn đó, to vui luôn, bỏ tôm mình tôm à. Hấp dẫn không nè, hấp dẫn không, hấp dẫn Quyền hả, cái này chừng 22 đồng người, em đoán chừng 22 đồng người, không biết không lầm, không biết không lầm 22 đồng hả, ổ cái này ngon chết, 22 đồng rẻ quá trời, rẻ như mèo, dạ thử vô như tiền thử đồng mấy gì á, lấy rau với nấm. Rau giống hả? Ừ. Rau với nấm. Rồi xoài, u xoài kìa. Đã không Phong? Xoài đâu Phong? Xoài bùm 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 lên cho nó chín mấy cái đồ á, mà bỏ mấy cái seafood vô trước. Để cho nó ra cái chất ngọt đó Phong. Dạ. Ngon không? Nó mới ngọt. Có gì khi ngọt mà. Đi. Bỏ vô. Từ khi nào mình ăn muốn nóng cái mình bỏ vô mình trụng lại đó. Giờ Ngọc bỏ mấy cái đồ ra nè, rồi bỏ rau vô, bỏ rau có nấm vô, tôm nó to rồi, tôm cũng bị bao lâu chưa ăn rồi nhớ ta, lâu à, không lâu đâu, mới đây mà lúc có khoai giờ đâu ăn gì đâu, ăn một lần, ăn hai lần, một lần mấy lần, một lần ăn bên khoai mấy lần, năm lần, năm lần ăn đi con lần rồi. Bây giờ mới trở lại rồi ha, lon tham trở lại đó, Ngọc vớt mấy cái đồ này ra hết nè đó, bây giờ bỏ rau vô, bỏ cá vô chứ, bỏ cá nữa vô đi, ngon làm sao rau ngon mà chơi chỗ này là ngon lành. Nãy Ngọc định nhà hàng mà nhà hàng mà rất của Hàn Quốc quen, lẩu mà muốn làm the best, đây là best hả, không đây người hàng á Quyền, ông manager người Quyền, mướn người Việt thôi Quyền,
chỉ có pha thành người Việt thôi, mà nhà là có mình ba thôi, còn nhà là nhà Hàn Quốc mà nhà này thì nổi tiếng là đông khách lắm, đông lắm quý, ở đây đông lắm. Nhà này đông khách, chè này khó mà vô cà phê, đợi lâu lắm. Cái năm ngoái mình qua cái like đó tối đó, tối á Quyền, cái like đông lắm Quyền. Năm ngoái mình chứ không có thịt bò nữa nhanh thiệt, nhúng thịt bò nhanh thiệt. Qua đi chơi là lúc quay chơi đâu ăn được đâu, cái like đông lắm rồi mà nhúng á Quyền, tối khoai lắm, đông lắm. Bây giờ như Ngọc thường thường là khoai ăn sáng nhiều như vậy, đông buổi sáng đỡ đông hơn Quyền ơi. Bên bên Úc mà có này vô thì người hả? 50 đồng Úc. Úc nè, 50. 50 Úc là phải vô tiền Mỹ 30 hay 35 đồng. 35 đồng hả? Có thể nhúng bò ăn đi có thể. Nốt mắt hôm nay 10 đồng có 15 đồng. 2 đồng. Rồi, Phò đi lấy gì nữa đây các bạn. Rồi, nè Phò bận áo Levi nha. Học mới mua cho Phò hôm qua đó, áo đẹp không? À, ăn gì lấy gì? Ăn mật Ngọc. Mật hả? Nãy Ngọc có lấy rồi đó. Vậy hả? Cá đi. Mây mật, mây mật, mật với cá. Tôm hả? Cá hả? Ok. Nghèo đi, hết nghèo đó. Đừng có lấy nước đá. Cái này anh đẹp trai đi lấy đồ ăn nè các bạn. Cái gì nữa? Mật nữa. Oh my god, lấy mật rồi quanh kia, quanh kia đi. Quanh kia. Lấy chả cá em giờ đi. Nãy giờ quên lấy chả cá rồi. Ừ. Vuông vuông ở trên, ở bên kia. Đó, đúng rồi. Không có ăn cái cục đó. Hai cục thôi. Rồi. Thôi không lấy đó đâu. Đi qua đây tiếp tục. Nắm Ngọc lấy rồi, đi qua bên kia. Ớt hả? Đồ ăn đây đã không các bạn? Bao hàng luôn. Đi. Đủ rồi. Đủ rồi. Nhiều quá. Lấy cho Ngọc cái cục này đi. Cục phô mai á. Màu trắng bên đây, ở trong. Ở trong á, màu trắng á. Ờ đúng rồi, hai cục. Mấy cục? Ba cục đi. Ok, rồi, let's go. Về bàn đi, về bàn đi. Về bàn thấy đông không? Quá trời người ăn không? Đông quá trời đông không? Này anh chị, ủa chị đi lấy nữa rồi hả? Rồi. Anh Điện ăn ngon không? Vui không? Ừ. Quá trời ngon. Rồi hai anh em ngồi ăn rồi. Nồi của Ngọc soi quá rồi nè Voi à. Mùa đông ăn ngon. Sao nghe đẹp? Hử? Thấy sao ngon không vậy? Ngon mà, hỏi chị. Ngon vậy? Quá rẻ. Rẻ lắm Quyền ơi, hôm nay đông mà. Nhưng mà bữa mà Quyền qua sớm chút, em dẫn Quyền vô chỗ không bất ăn còn rẻ hơn nè. Rẻ hơn nữa. Không sao nữa. Đóng cửa rồi. Đang không được ủng hộ quá. Không để ủng hộ. Ổng ham chơi quá. Ở đây nhiều người ủng hộ đây. Lấy lá chuông bỏ, bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ vô đây nè Quyền, nghêu đây nè. Nhiều nhiều, ốc với nghêu bỏ cái nóng đi. Đây muốn này nóng. Vô đây nè. Một sắp về Việt Nam rồi, một thao hồng quá. Ồ, Việt Nam lẩu nhiều lắm nha. Về quay cho pho nha, quay pho ăn pho lần nha, cho pho dở dở gì không. Ừ. Ở đây pho mì gói không, pho nhớ. Có chị bên đây mình gói gì? Không mì gói không nè. Không vậy không mì gói mà. Không lẽ đi ăn bệnh. Mì gói đang với chị. Em có vô á? Anh Hiển có thấy video của em có đi ăn Hoàng Yến không? Nha. Sao rồi mấy người đẹp ngon không? Đó. Ừ? Đi lại chụp cho. Anh năm chơi cái đường em lại. Cái gì vậy? Đúng không? Đâu lẩu không không? Đâu lẩu không? Có chứ. Nào. Mới ăn đâu đây nè. Cái bữa nào quên rồi. Nhớ thôi, cũng bị không có. Sao không có được? Nào ta? Thôi dứa
Thôi bắt mở tiệm lẩu á chị. Như là 2-3 tuần rồi em chạy xuống, 2 tuần là tự nhiên em nhớ liền. Đúng không? Nước lẩu làm ngon lắm chị. Có lẩu Thái, có lẩu lẩu nấm ngọt lắm. Mà cái nước lẩu làm rất là ngon quyền. Ở Sabu này thật sự nước lẩu không ngon mà. Nó nhạt lắm. Bởi vì Ngọc phải bỏ seafood trước rồi. Kho ăn có một lẩu à. Nước lẩu kho đủ rồi, có kho đủ rồi. Kho là giống như giờ Ngọc để nước sôi xong rồi trụng mấy seafood vào ăn cũng thấy ngon. Kho đơn giản lắm, cũng ok. Không cầu kỳ. No quá, chị no không? Quá no. Ở chừng kìa, đạp. Thấy ngon không? Ngon. No mà ngon mà chị nói dễ, rẻ nữa chứ. Quá. Rẻ hơn bên Úc hả chị? Quá rẻ. Ừ. 50 đồng. Ừ. Úc 50 đồng, 50 đồng tiền Úc là bao nhiêu tiền Mỹ mấy quyền? 30 mấy đồng. Ừ. Nay Ngọc ăn buổi trưa các bạn, giá có 22 đồng người rồi các bạn. Ừ. Giá cũng ok lắm. Ok. Đi bên này luôn hả? Ừ. Đi bên này nó đỡ có bị mưa nè. Dẫn chị đi ăn lẩu bây giờ. Dẫn chị đi ăn lẩu. Mình nói mình dẫn chị đi mà chị trả tiền chứ mình có trả đâu. Chị trả mất tiêu rồi. Dạ. Ừ, kỳ quá. Thôi lâu chị Út chị qua mà. Ừ. Ok, thôi Ngọc cũng xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye.